Tôi xin kính chào mọi người. Thì chiều hôm nay mình quay cho mọi người xem cây mai cúc tỏa hương. Nó đang cho hoa nha. Đó. Hoa nó có nhiều lớp cánh như vậy. Đó. Và đặc điểm nhận dạng của cây mai cúc tỏa hương khi mà không có hoa thì mọi người xem là cái lá nó tương đối nó dài, nó nhọn như thế này nha. À, thì cái giống này thì cái mắt lá nó tương đối là nó thưa. Cây này được ghép thân đó mọi người, mắt ghép ở chỗ này nè, bốn mắt ghép. Cây này hoành gốc nó tầm khoảng chắc khoảng 19 á, 18 19 gì đó. Góc đấy cũng nhìn được ha. Đây. Này nó cao khoảng 5 tấc. Cái tán lá nó cũng khoảng 5 tấc mấy á. Nếu mọi người thích cây này thì mình cũng để lại cho mọi người chơi luôn. Đó là 1,5 triệu, còn bao phí luôn thì 1,7 triệu nha mọi người. Cây này vừa chơi.